thiệt hại do cháy rừng trên đảo nghỉ mát Hawaii lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Số liệu mới nhất được giới chức bang Hawaii, Mỹ công bố cho biết số trường hợp thiệt mạng do cháy rừng trên đảo nghỉ mát Maui đã lên tới 89 người và chi phí cần để khôi phục lại thị trấn lên tới hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Theo hãng tin AP, các nhóm cứu hộ với những chú chó nghiệp vụ trong ngày 12 tháng 8 vẫn tiếp tục công cuộc tìm kiếm và phát hiện thêm nhiều thi thể của người dân không kịp di tản khỏi thảm họa cháy rừng tàn phá đảo Maui. Trong quá trình đào bới đống đổ nát, chó nghiệp vụ sẽ sủa báo cho các nhân viên cứu hộ những địa điểm có khả năng có thi thể bị chôn vùi giữa đống gạch đá và tro bụi. Số người thiệt mạng sẽ còn tiếp tục tăng lên. Đây chắc chắn sẽ là thảm họa tự nhiên tồi tệ nhất mà Hawaii từng đối mặt. Giờ chúng tôi, chính quyền bang Hawaii, chỉ còn biết hỗ trợ những người sống sót sau thảm họa. Nhiệm vụ ưu tiên hiện nay của chúng tôi là tìm kiếm chỗ ở và chăm sóc y tế cho người dân, sau đó sẽ xây dựng lại mọi thứ. Thống đốc Hawaii Josh Green phát biểu khi tới thăm khu vực bị lửa tàn phá trên đảo Maui. Cựu đội trưởng cứu hỏa George Boga trả lời phỏng vấn AP cho biết, ông cùng người bạn lâu năm là Franklin Chezot đã quyết định tình nguyện ở lại để giúp đỡ sơ tán người dân khi thảm họa bắt đầu tàn phá thị trấn Lahaina. Khi ngọn lửa dần bao vây vị trí của chúng tôi và Chezot đã cố lái xe để chạy thoát thị trấn Lahaina. Do chiếc xe của tôi không nổ máy nên tôi đã phải chạy bộ để thoát thân. Lực lượng cảnh sát tuần tra sau đó đã tìm thấy tôi ở khu vực lân cận thị trấn và đưa tôi đến bệnh viện. Tuy nhiên, ông bạn Chezot lại không may mắn như vậy. Khi tôi quay trở lại thị trấn vào hôm sau, tôi đã tìm thấy thi thể Chezot ngồi ở ghế sau chiếc ô tô của ông ấy. Một người tốt như ông ấy cứ thế mà ra đi, ông Boga buồn bã nói. Theo số liệu được Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang FEMA công bố hôm 12 tháng 8, hơn 2.200 ngôi nhà và cơ sở hạ tầng ở Lahaina đã bị thiêu rụi trong thảm họa lần này và chi phí để xây dựng lại thị trấn lên tới 5,5 tỷ đô la Mỹ.